Xin chào mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách làm thế nào để chúng ta có thể là tạo cái tài khoản ID Apple hoặc là cái tài khoản iCloud cho điện thoại iPhone trên chiếc điện thoại Android của chúng ta nhé mọi người nhé. Ví dụ như trong cái trường hợp của các bạn là tạo nhiều cái tài khoản iCloud quá ở trên cái chiếc điện thoại iPhone của chúng ta thì chúng ta gặp một cái số vấn đề là chúng ta không thể tạo được cái tài khoản iCloud hoặc là ID Apple ở trên cái điện thoại của chúng ta nữa, thì chúng ta sẽ dùng chiếc điện thoại Android để chúng ta tạo nhé mọi người nhé. Đó. Ở trên cái chiếc điện thoại Android của mình thì các bạn sẽ truy cập vào cái ứng dụng là Chrome cho mình nhé. Rồi, ở trên cái thanh công cụ tìm kiếm thì các bạn sẽ gõ cho mình cái dòng địa chỉ là Apple ID nhé mọi người nhé. Apple ID này. .apple.com nhé. Đây. Rồi, mình sẽ truy cập vào cái dòng địa chỉ này. Đây, hiện tại ở đây thì mình là chưa có tài khoản. Đó, chúng ta sẽ kích vào cái phần là mũi tên này nhé mọi người nhé. Rồi, mình sẽ ấn vào cái phần là tạo ID Apple này. Rồi, ok. Thì cái dòng đầu tiên thì các bạn sẽ điền cho mình là họ và cái dòng thứ hai là tên nhé mọi người nhé. Đây, mình sẽ điền cái họ và tên của mình luôn nhé. Rồi, tiếp theo vùng quốc gia thì chúng ta để theo vùng quốc gia của chúng ta đang sinh sống hoặc là để Việt Nam nhé mọi người nhé. Ngày sinh nữa này. Ngày sinh ở đây là tiếp theo là chúng ta sẽ điền đúng cái ngày sinh của chúng ta vào nhé mọi người nhé. Ok, tiếp theo thì đến cái dòng là lemacong này, .com này thì mọi người sẽ điền cái tài khoản ở Google của chúng ta vào nhé mọi người nhé. Sau đó cái tài khoản Google của chúng ta là sẽ trở thành là cái Gmail của cái tài khoản iCloud của chúng ta nhé mọi người nhé. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ điền mật khẩu cho mình. Thì cái mật khẩu tương tự thì các bạn sẽ viết một cái ký tự in hoa và ký tự in thường và chữ số nữa nhé mọi người nhé. Rồi, tiếp theo các bạn cái dòng tiếp theo các bạn sẽ xác nhận cái mật khẩu thì chúng ta điền tương tự như cái dòng mật khẩu ở bên trên nhé. Rồi, sau khi điền xong mật khẩu thì các bạn sẽ điền cái số điện thoại của các bạn đang dùng vào nhé mọi người nhé. Rồi, tiếp theo thì các bạn xác minh với có thể là các bạn chọn vào cái cuộc gọi đến này hoặc là các bạn chọn tin nhắn. Ở đây thì mình sẽ chọn là tin nhắn nhé mọi người nhé. Rồi, mình kéo xuống và mình điền lại cái mã. Ví dụ như cái mã này các bạn không nhìn rõ thì các bạn có thể ấn vào làm mới này. Đây, làm mới đến một cái mã nào các bạn có thể là nhìn rõ nhé mọi người nhé. Rồi, 159CB. Rồi, mình sẽ kéo xuống này và mình sẽ ấn vào phần là tiếp tục nhé. Rồi, lúc này sẽ có một cái mã xác minh gửi đến cái Gmail của các bạn nhé mọi người nhé. Mình sẽ thoát ra mình vào Gmail này. Đây, có một cái Gmail đây. Đây, nó là cái 6 số đây, 419 này, 961. Rồi, sau khi mình điền xong thì mình sẽ ấn vào phần là tiếp theo này. Đó, tiếp theo nó sẽ có một cái mã gửi về cái số điện thoại của chúng ta nữa. Đây, 997137. Rồi, mình sẽ ấn vào phần tiếp theo này. Rồi, ok, vậy là mình đã tạo xong cái tài khoản ID Apple của mình rồi nhé mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đăng nhập thử vào cái điện thoại iPhone của mình xem có dùng được không nhé mọi người nhé. Đây, mình sẽ dùng cái chiếc điện thoại này để mình đăng nhập cái tài khoản iCloud vào nhé. Rồi, đây mình sẽ kích vào phần đăng nhập iCloud cho iPhone luôn này. Rồi, ở đây thì cái ID Apple này thì mình sẽ điền cái Gmail của mình vào nhé mọi người nhé. Rồi, mình sẽ ấn vào phần là tiếp theo này. Đó, lúc này chúng ta sẽ điền cái mật khẩu vừa nãy chúng ta tạo bên này vào nhé mọi người nhé.
Rồi, sau khi điền mật khẩu xong mình sẽ ấn vào phần tiếp nhé. Rồi lúc này sẽ có một cái mã xác minh gửi về cái số điện thoại của chúng ta nữa nhé mọi người nhé. 079191 này. Rồi ok, mình ấn vào đồng ý này. Đồng ý này. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ phải nhập mật mã của cái iPhone, cái mật khẩu màn hình để chúng ta xác nhận nhé. Rồi ok, vậy là mình đã đăng nhập được vào cái ID Apple rồi nhé mọi người nhé, ở trên chiếc điện thoại của mình. Đó, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người là cách làm thế nào để chúng ta có thể là tạo cái tài khoản ID Apple hoặc là cái tài khoản iCloud ở trên chiếc điện thoại Android trong cái trường hợp mà cái điện thoại iPhone của chúng ta tạo quá nhiều tài khoản mà chúng ta không thể tạo được nữa nhé mọi người nhé. Đó, thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích thì cho mình một like và đăng ký nhé. Và chia sẻ video giúp mình. Còn bên mình xin khép lại cái video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ tiếp theo nhé.